dòng người xếp hàng dài tiêm vaccine COVID-19, Giám đốc Bệnh viện E nói gì? Ngày 23 tháng 7, giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E lên tiếng trước sự việc người dân xếp hàng dài tiêm vaccine tại đây. Theo giáo sư Thành, việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 được Bệnh viện E thực hiện từ ngày 13 tháng 5 theo chủ trương của Bộ Y tế. Qua hơn 2 tháng triển khai, bệnh viện thực hiện hàng ngàn lượt tiêm. Việc tổ chức tiêm bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc phòng chống dịch của chính phủ và yêu cầu của Bộ Y tế. 100% người được tiêm sẽ thực hiện khai báo thông tin tiêm chủng trước khi đến cơ sở y tế. Người dân đến đăng ký tiêm phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc trước khi lên phòng tiêm. Đây là việc làm cần thiết để kịp thời phát hiện và sàng lọc các trường hợp không đủ điều kiện tiêm, ví dụ như F1, F2, người mới từ vùng dịch về. Hạn chế tối đa việc lây nhiễm và dễ dàng khoanh vùng đối tượng nếu có phát sinh F1. Gần đây, dịch bệnh COVID-19 gia tăng nhanh, dẫn đến tâm lý lo lắng của người dân ở thành phố Hà Nội. Số lượng người nhu cầu và đăng ký tiêm ngày càng nhiều. Bệnh viện đã có kế hoạch sắp xếp, bố trí, cố gắng tối đa tiêm vaccine cho người dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người hạn chế trong việc sử dụng mã QR để khai báo y tế, dẫn đến việc phải hướng dẫn, giải quyết tại chỗ, gây ùn tắc tại khu vực khai báo y tế bắt buộc. Ngay khi biết thông tin về việc ùn tắc tại khu vực khai báo thông tin, Giám đốc Bệnh viện E quyết định dừng triển khai tiêm vaccine, chờ hướng dẫn của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Rút kinh nghiệm từ sự việc chiều 21 tháng 7, giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thành cho biết, Bệnh viện E sẽ thực hiện phân luồng, bố trí khoa học hơn khu vực đón tiếp khai báo y tế, sẽ điều thêm nhân viên bảo vệ, giữ trật tự và điều tiết giãn cách phù hợp. Đồng thời, Giám đốc Bệnh viện E cũng kêu gọi, người dân hãy bình tĩnh, nghiêm túc chấp hành hướng dẫn phân luồng của nhân viên y tế để công tác tiếp đón, triển khai tiêm vaccine được diễn ra hiệu quả, đảm bảo an toàn cộng đồng.